Ba người bị phạt từ 5 năm đến 6 năm 3 tháng tù do cẩu thả trong quá trình xây dựng khiến 4 lao động tự do tử vong tại công trường 16 A Nguyễn Công Trứ. Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, ngày 6 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Nhật Lộc, 42 tuổi, Đường Văn Kiểm, 34 tuổi và Phạm Văn Chiến, 26 tuổi, từ 5 đến 6 năm 3 tháng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, theo điểm A, khoản 3, điều 295, Bộ Luật Hình sự. Hình phạt này thấp hơn mức án viện kiểm sát đề nghị từ 1 năm 9 tháng đến 2 năm do hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là công nhân lao động, hoàn cảnh khó khăn, đại diện gia đình bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã tự giải quyết việc bồi thường thiệt hại với các bị cáo. Sự việc xảy ra tại dự án tòa nhà văn phòng ở 16A Nguyễn Công Trứ, quận 2 Bà Trưng. Công ty An Nam được thuê ở công đoạn cuối lắp đặt hạng mục vách ngăn khu nhà vệ sinh. Theo bản án, ngày 30 tháng 7 năm 2020 trưởng phòng kỹ thuật xây dựng An Nam cử bị cáo Lộc đến công trình sắp xếp chuyển vật tư. Lòng khảo sát và thấy chỉ có thể chuyển vật tư từ tầng 1 lên sàn tầng 7 nên liên hệ với kiểm và chiến mượn dàn giáo treo. Kiểm và chiến bị cáo buộc không trực tiếp điều khiển dàn giáo treo mà hướng dẫn nhóm người lao động thời vụ dọn vệ sinh điều khiển thiết bị này. Quá trình vận hành, dàn giáo đến tầng 7 bị gãy ở đoạn giữa khiến vật tư cùng 4 công nhân rơi xuống tầng 1, tử vong. Hội đồng xét xử kiến nghị thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phạt vi phạm hành chính với những lỗi vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong vụ án đối với các trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự